Rồi, ok, xin chào các bác. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, trên LG nhà mình ấy và một số những hãng điện thoại Android khác ấy, nó có thêm một cái nút cứng riêng biệt để mà gọi cái trợ lý Google. Thì nó thường thường nằm ở dưới cái nút tăng giảm âm lượng này này. Thì khi mà các bác nhấn vào ấy, thì nó sẽ gọi ra cái trợ lý ảo thôi. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng dùng cái phím này. Em thì cũng thế thôi, em không dùng cái phím này và em đã tắt nó rồi. Thì cách tắt như nào thì các bác có thể tham khảo ở đây. Thì các bác vào cài đặt này, vào cái phần các phần mở rộng này đấy, và ở đây nó có phím tắt này đấy, thì trong này nó sẽ bật tắt được. Tuy nhiên thì máy em là không có, tại vì em đã xóa cái app Google rồi đấy. Thì khi mà tắt như thế rồi thì tự nhiên là thừa ra một cái nút này mà chả để làm gì cả. Rất là vô dụng đúng không các bác? Thì hiện tại có một cái app mà có thể gán được cái chức năng cho cái phím tắt này. Thì đấy là cái app mà đây này, tên này là cho Button Mapper này. Thì cái app này các bác có thể tải ở trên Google thôi. Các bác có thể đánh là Button Mapper đây này. Các bác nhớ nhá, cái bản này ấy, khi mà các bác tải ở trên set và lệnh có đây này, set và lệnh có nhá, Button Mapper này đấy, các bác tải ở đây cũng có nhá. Tuy nhiên ấy, khi mà các bác muốn sử dụng cái nút Google này thì các bác phải trả phí. Đấy, nó mất tiền một chút, hình như 75.000 ấy. Còn không trả phí thì các bác chỉ sử dụng những cái nút khác thôi. Thì hiện em không tải ở trên này mà em tải ở trên Google thôi. Thì các bác cứ đánh cái từ Button Mapper Pro, cái bản Pro nhé, thì nó mới cho các bác sử dụng được cái phím trợ lý này. Thì ở trên này các bác nó có rất nhiều bản để cất tải, thì các bác chọn cái bản 1.5 này được rồi. Thì cái bản này em để dưới phần mô tả nhé, các bác có thể tải ở đây hoặc là nhấn vào dưới phần mô tả thì nó sẽ có cái file này cho các bác tải đấy. Thì em đã tải về đây và em đã cài đặt ở đây rồi. Thì đây em sẽ cái clip ấy, nói trước là cái clip này có thể nó sẽ hơi dài, tại vì cái này ấy, là em sẽ hướng dẫn một cách là như kiểu là mới ấy, để cho các bác nào mà mới dùng ấy, là mới tải cái này, nếu mà gặp cái gì thì lỗi gì thì các bác xem clip này để các bác sửa lỗi được. Thì đây em tôi vừa tải về được, coi như em một người dùng mới. Nhấn vào đấy, thì nhấn vào đây nó sẽ báo cho các bác là các thiết lập thôi, thì cứ next qua thôi. Mấy cái này thì các bác đọc được, đọc chút cho nó nhớ này này đấy, các cứ bỏ qua thôi đấy. Và các bác phải nhấn vào cái phần mở cài đặt này đấy, thì ở trong phần này này các bác phải cái button mapper nào đang là tắt rồi này, thế thì các bác phải bật nó lên đấy, các bác bật lên rồi, ok, vậy là xong đấy. Thì bác vào lại cái app đây, thì ở trong cái app này nó sẽ cho các bác gắn tất cả những nút cứng có trên máy của các bác để làm một chức năng gì đó khác đấy. Thì ví dụ như tăng giảm lượng đều làm được này, nhưng mà cái nút tăng giảm lượng thì em khuyến khích là các bác là giữ im nó thôi, tại vì cái nút tăng giảm lượng này nó có rất nhiều tác dụng. Thường thường là chúng ta phải dùng tăng giảm lượng nhiều mà, thì em chỉ hướng dẫn một các bác là xử lý mỗi cái nút trợ lý này thôi nhé. Thì nó là ngay đầu tiên đây đấy. Thì khi mà các bác bật nó lên đây này, bật nó lên này đấy, thì nó yêu cầu các bác này là phải cắm cái điện thoại này của các bác vào cái laptop hoặc cái PC của các bác ấy, để mà nó chạy một cái lệnh ADB đấy. Thì quá trình này em sẽ làm từ từ để các bác xem nhé. Rồi em sẽ cắm con này vào cái Windows của em. Đây em sẽ quay lên đây. Đấy, nó đang hơi bị lòng ngoằng tí các bạn. Rồi, các bác cố gắng xem nhé. Em muốn hướng dẫn một cách nó cụ thể hơn ấy. Cho xoay nó lại một tí nhé. Rồi thì đây em sẽ cắm nó vào đây nhé các bác, em cắm nó vào này. Rồi Windows đấy, nó yêu cầu là bật các thứ lên đấy. Đây này các bác này, nó yêu cầu là truy cập vào địa chỉ web bên dưới để tải xuống những công cụ cần thiết. Đấy, các bác thấy không? Đã xong. Đây, em sẽ phải vào một cái vào web và đánh cái này ra. Đấy các bác. Setup này. Em sẽ bỏ cái này xuống xuống dưới bàn nhé. Rồi. À mà trước tiên ấy,
Trước tiên là phải phải các bạn trước tiên là phải 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 bật cái gỡ lỗi lên đây này. Cái này thì cái gỡ lỗi này đang bật rồi, gỡ lỗi này đang bật rồi, đây gỡ lỗi em đang bật rồi nhá. Đấy, còn nó còn báo ví dụ như là chuyển tệp cái thứ này này thì luôn luôn đi rồi, ok. Đấy, và bây giờ mình sẽ tải tải cái nó như theo hướng dẫn này này. Đấy, các bác vào cái phần, vào cái trang này, vào cái chỗ như thế này này. Đấy, tải. Chờ tí nhé các bác. Em đánh luôn setup này. Setup. Cái gì đây? Chấm button mapper. Hơi chậm đấy các bác nhé. Đây. Nó có sẵn đây này, như rất nhiều người tải cho nó có sẵn đây rồi. Đấy. Vào luôn cái trang nó luôn này, trang chủ của nó luôn đấy. Hình như là với cái Android 12 là nó không hỗ trợ nữa đây, như đọc đây này thôi, nhưng kệ thôi, em không biết được, hình như đúng rồi này, Windows sẽ không hỗ trợ với Android 12. Thôi kệ thôi, em cứ thử 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 xem nào. Đó lát về này. Rồi, mở ra. Có chờ tí nhá, em mở cái này ra. Đây. Thì nó ra cái app này rồi này. Và em sẽ giải nén nó ra. Đâu rồi, giải nó đi đâu rồi, à đây đây, giải này nó ra thì nó ở dưới này này, cái này quay nó hơi xa cho các bác có thể là nhìn hơi mờ nhưng mà thôi các bác thông cảm. Đây em sẽ mở cái này ra, mở bằng admin luôn đi để cài nó ra. Đây là cái file setup mà đuôi exe cho PC, hơi lâu tí nhỉ, đâu rồi, à đây nó ở đây đây. Thì chết rồi các bạn, chết rồi nó đây. Thì khi đây các bác phải nhớ là các bác mở cái màn hình của cái điện thoại nó phải luôn sáng nhé, để mà các bác chọn được cái này cho phép. Đấy. Đấy, thì bắt đầu là em sẽ chạy cái dòng đầu tiên này xem nào, theo đúng cái trình tự của nó xem thế nào, tại vì em cũng đây cũng là lần đầu mà. Để em chạy. Connect. Em đang connect. Bật. À rồi, connect rồi. Connect rồi mà. À, nó hơi lâu thì các bác. Rồi, connect rồi này. Bật cái app. Đấy, đầu tiên là bật cái này này. Bật cái gì đây? Bật cái app ra. Bật lên. Bật rồi mà. Bật, nó bảo bật cái gì đây? Đây. Đây này, bật rồi, em bật lên rồi mà. Rồi. Thì tiếp tục cái chọn dòng dưới xem nào. Bật rồi mà, đã kết nối xong rồi mà. Rồi bật rồi, đã bật set, đã làm tiếp cái dòng dưới này nữa, đã rồi start code này, lỗi reset. À rồi, được rồi, ok. Up.
Hấp rồi. À rồi. Đây này. Đấy thì vừa rồi là mò 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 một lúc nhá. Có nghĩa là khi mà cắm cáp vào này, các bác sẽ phải nhấn cái chữ connect này để mà nó kết nối với cái V60 này. Đấy, kết nối xong nhá, các bác nhấn lần lượt từ trên xuống dưới thôi. Đấy, khi nhấn này này, nó sẽ báo là ok này, đấy, như ok này, đấy. Nhấn cái này này, nó báo ok là được này. Nhấn cái này này, nó báo ok là được này. Nhấn cái này, nó báo successful, success này, ok được này. Đấy thì nó bảo sau sau đó thì nó phải yêu cầu là cần được khởi động lại. Đấy, ok. Thì em sẽ mở lại thế nào. Đấy, được rồi các bạn. Em cứ nghĩ là nó không hỗ trợ cái Android 12, nhưng mà hiện tại là hỗ trợ. Thì bây giờ coi như là xong rồi nha các bác. Em sẽ rút ra được, rút cái này ra, rút ra và quay lại cái camera. À, các bác thông cảm là nó sẽ clip nó sẽ hơi lỏng hoặc hơi lâu quá, nhưng mà thôi. À, nếu mà có cái chức năng này thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều các bạn. Thì đây, à, sau khi mà cắm cáp vào USB rồi, à vào PC rồi thì mới bật được cái này nha các bác, mới bật được cái nút trợ lý này. Đấy thì đây nó sẽ có một số cái tùy chọn cho các bác này, ví dụ có nhấn một lần này để làm gì này. Đấy, nhấn một lần thì có thể là cho các bác là quay lại chẳng hạn. Đây em thử nhấn là trang chủ chẳng hạn. Đấy, còn nhấn đúp hai lần là hai gần đây này. Đấy, còn nhấn giữ này, nhấn giữ thì là cho thành chụp màn hình. Đấy, thế thôi. À, nó có ba chức năng đấy thôi, để em thử cho các bác nhé. Thì bây giờ là nhấn giữ là để chụp màn hình này. Đấy, nhấn giữ chụp màn hình luôn này các bác. Ngon rồi. Thì bây giờ là ví dụ như là em đang là ở ở cái Facebook này, nhấn một lần để về home này. Đấy, nhấn một lần về home luôn. Đấy, và nhấn hai lần để mở các app gần đây này. Đấy, ngon luôn các bác. Đó thì cái clip em nó khá là dài dòng. Tuy nhiên thì em thấy là cái việc mà gán được cái chức năng khác cho cái nút này, nó là cái sự hay ho, và dành cho những bác nào mà không sử dụng cái nút trợ lý ảo ấy, như em chẳng hạn. Đấy, thường thường em để nút này nó phí mà nó không làm gì cả, thì hiện tại đã mở được thì nó rất là hay. Thì những các bác thấy đấy. Đấy, à mà từ từ em thử thử xem là nếu mà gán cái nút này để mà bật máy ảnh nhanh, à quên, bật cái đèn pin ấy, xem nó ổn không. Đây, cần nhấn giữ đây, nhấn giữ để mà bật đèn pin. Đấy, nhấn giữ để bật đèn pin. Đấy, nhấn giữ để bật đèn pin nhé. Nhưng mà đây là ở cái tình trạng mà nó đang sáng màn hình như các bác, thì còn không biết là ở khi mà tối màn hình thì nó sẽ như thế nào. Đấy, thì khi mà tối màn hình này, em tắt màn hình đi xem bật được không. Bật này. Ờ, vẫn bật được các bạn. Đấy, ngon. Tắt đi này. Đấy, bật màn hình này. Đấy, đấy, tắt được này. Đấy, có nghĩa là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái việc mà sử dụng đèn pin ấy, em cũng rất hay sử dụng, nhưng mà cứ phải mở sáng màn hình ra xong rồi vuốt cái thanh thông báo xuống để bật thì nó rất là mất thời gian. Thì bây giờ là có cách là chỉ cần nhấn giữ cái nút này thôi là bật. Đấy, đấy, phải ngon hơn không? Rồi, ok các bác, em nghĩ là cái phần mềm này nó rất là hay. Rồi, chúc các bác vui vẻ.